mà bạn marketing là marketing dựa trên thương hiệu nữa, mà đặt cái thương hiệu nó phải đẳng cấp. Ví dụ mà là thương hiệu thằng con chồng tên Tú, vợ tên Mở, đặt Tú Mở Ghim thua luôn, hai vợ chồng bị điên cám. Tôi chỉ cần gắn cái chữ THOL trên tòa nhà mấy chục tỷ ra khỏi đó nhiều, muốn hiểu sao hiểu à. Đó, thì khi mà chúng ta marketing brand name nó tốt được như vậy đó, thì thằng THOL làm cái gì nó cũng ok hết á. Đúng không các bạn? Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Rồi, xin chào mấy em đến với chương trình Vlog Kinh doanh nha. Kinh doanh là thủ đoạn, kinh doanh là lừa đảo, nhưng mà đừng có phạm pháp được mấy em, nói thiệt nha. Vậy thì chúng ta lừa đảo cái gì? Chúng ta lừa đảo suy nghĩ của khách hàng. Chúng ta lừa đảo ánh mắt của người xem. Thí dụ, nhỏ gái bình thường đứng dậy, mông không đẹp đúng không, ráng đi về tập cái thế ưỡn nha nè, đó, nhổng lên, đó, ok, thấy không? Ưỡn lên, nhổng lên, đó, kéo cái này căng căng ra, giò kéo dài dài ra, cà mụn chút đỉnh. Mặt có cái áp, cái mặt xấu quắc, quất cái áp, chọn kịch mặt không thành mặt V-Line. Oh my god. Đêm nay trời mưa giông bão, phòng tập cô đơn quá. Đó. Không thì post những câu status này nọ kia. Đó. Em đang cô đơn, ai cứu rỗi đời em. Đó là gì? Đó, lừa đảo. Marketing nó là thế. Và marketing là một cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Cách marketing online dẫn đến sự thành công khi các bạn khởi nghiệp. Bây giờ muốn mang nghe mặt nào? Marketing có hai mặt. Đó. Mặt xấu với mặt tốt. Nghe mặt nào các em? Vậy thì á, bây giờ nói nè, tại sao Như Nguyễn lấy thương hiệu là thể hình online mà không lấy thể hình offline, không lấy gym Việt, không lấy Duy Gym, không lấy cái gì gì đó như mấy anh kia? Tại vì anh Duy Nguyễn mà có tâm nhìn. Wow. Đúng không? Anh Duy Nguyễn trước khi làm ăn là anh Duy Nguyễn đã ngồi 3-4-5 năm dưới mái trường sau chủ nghĩa học Mác Lênin rồi đó. Môn kinh tế chính trị anh 9 điểm nha mày. Đừng có đùa à. Mày vô cái môn đó mày đó thêm đó, kinh tế chính trị anh mày 9 điểm đó. Ghê chưa? Triết học 9.5. Oh really? Ghê 7. Vậy thì á, chúng ta muốn làm cái gì đó chúng ta phải có kế hoạch. Chúng ta biết chúng ta mạnh cái gì, chúng ta yếu cái gì. Cái gì là cái sở trường, cái gì là cái sở đoản, đúng không? Nên anh Duy rất tập trung vào marketing. Thể hình online. Phải có chữ online mới được. Bây giờ mấy em nghĩ coi, anh mở phòng gym ra mà anh ăn cái đối tượng khách trong vòng bán kính 5km là chừng nào mới vào? Đúng không? Không vào được. Đó, nên anh phải ăn 96 triệu dân Việt Nam này. Anh phải ăn 96 triệu dân Việt Nam này. Cái đó là cái mục tiêu của anh. Anh ăn luôn 2 triệu dân bên Mỹ nữa. Anh ăn luôn 1 triệu dân bên Úc và hàng trăm ngàn dân Việt Nam khắp thế giới. Cái điều đó anh là người đầu tiên, anh là người khai phá. Hồi xưa có thằng nhỏ nó cũng làm giống anh ở ngoài Bắc. Giờ nó im luôn rồi. Không thấy làm nữa, chắc đổi nghề rồi, sao không biết nữa. Đó. Anh là một trong người tiên phong. Nó thật sự. Bây giờ có rất nhiều người marketing giống anh rồi nhưng mà không có được. Nó không có được cái yếu tố hội tụ giống như anh. Mà cái đó không gì tao nói. Cần câu cơm mua gì nói bà. Lại chỉ thôi chứ đâu cần khùng quá. Nên mấy em đừng hỏi sâu. Đã. Cái nào anh chỉ thì chỉ, cái nào không chỉ anh phải để lại. Thời bây giờ nó khốn nạn lắm em ơi. Nó học xong nó giết thầy. Phải chưa thì chiêu cuối chơi nữa chứ. Rồi, vậy thì hỏi nè. Marketing online là gì? Là chúng ta lợi dụng những cái mạng xã hội, những cái truyền thông để chúng ta quảng bá hình ảnh, dịch vụ chúng ta đến đối tượng người xem. Đó là giá trị duy nhất của Facebook thôi. Đó, đó là giá trị duy nhất của Facebook. Giống như mấy con nhỏ con gái mà nó lên mạng, nó post, nó thả thính đâu đó, nó post hình sexy rồi đó. Thì nó làm nghề gì tôi phải biết à. Không có thiện nam tính nữ gì đây đâu, bảo đảm. Không có thiện nam tính nữ gì đâu nha. Anh ơi đừng nghe, anh lần đầu của em sợ. Oh really? Nói thiệt với mày luôn á.
nó nói chuyện lần đầu của em sợ phải không? Mượn điện thoại cái chi vậy? Cái bát wifi khách sạn nó nhớ trong điện thoại đó đó bà, đúng không? Mượn điện thoại coi. Điện thoại mình chưa biết bát, mình nhập thấy chưa vô được cái wifi, nhỏ vô lướt web phà. Lần đầu của em đó anh. Thôi đời rồi em. Cái anh đã nói với em nhiều lần rồi, cái mà người ta cho mình thấy thì mình mới thấy được. Không phải tấm hình đó, nó phải chỉnh sửa, nó phải ngồi nó suy nghĩ tùm lum, nó bót đặt cái cáp gì nó nghĩ hết rồi. Vậy thì chúng ta phải áp dụng lĩnh vực marketing đó vào trong kinh doanh. Bây giờ mình nói cụ thể là phòng gym. Có rất nhiều hướng kinh doanh phòng gym. Quảng cáo marketing, đúng không? Đó, bây giờ tụi em nói thiệt chứ, không còn tiền. Nói chung là kinh doanh mà dùng tiền nhanh là xưa rồi. Bây giờ kinh doanh mà không dùng tiền mới lợi nhuận cao nè mấy em. Nha. Ví dụ tụi em thấy tụi nó quảng cáo phòng gym không? Đâu cần phải chụp mặt tiền làm gì? Đúng không? Tại vì sao không chụp mặt tiền? Tại vì mặt tiền mình đi mướn nó xấu quắc rồi sao chụp? Hiểu không? Nó không chụp nội thất luôn. Nội thất có con khỉ đâu chụp, nó có con mẫu rồi à. Thì mình phải biết khai thác tận dụng con mẫu thôi. Đúng không? Đừng có chụp góc rộng. Xóa phong cắt nền thoải mái. Hiểu chưa? Yes. Đó. Nên tụi em thấy không? Kinh doanh phòng gym á, tụi em phải biết linh động tụi em kinh doanh. Đó. Giống như phòng gym của anh thì nói chung là không có gì xấu hết á. Cái gì cũng đẹp hết á thì chụp được. Đó, ví dụ còn phòng gym tụi em á, cái tường chỗ đó nó bị lủng hay là cái màu tường chỗ đó nó bị sai, đúng không? Thì người ta phải chụp, ta phải chụp hình một cái góc nhỏ hẹp thôi để lòi con mẫu đó ra thôi, chụp vẻ đẹp con mẫu đó để quảng cáo phòng gym. Đó, cái đó là chiêu mà áp dụng sở đoản để quảng cáo sở trường. Người ta sẽ đánh lừa thị giác mấy em. Người ta nghĩ rằng à vô phòng gym mới tập là tướng được như con nhỏ này. Đúng chưa? Nó, nên tụi em thấy không, marketing nè. Bây giờ cái thằng nó đẹp lắm, bụng sáu múi đồ vú bự mông tụ công cao rồi đó, vô quảng cáo máy tập bụng tại nhà. Đúng không? Ồ quảng cáo mua máy đi 3 triệu về tập được như này. Cái đó là đánh lừa người xem. Mà vô tình biến người xem thành khách hàng của mình. Đó là kỹ thuật. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Ồ, vô cái nhỏ đó đang tập đúng không? Đâu tốn tiền mua đâu. Ê, em đang tập phòng anh hả? Tướng em đẹp quá, lại giờ đây thôi giờ em chụp giùm anh tấm hình này nọ kia, mốt em nổi tiếng làm BT. Đó. Đôi bên cũng có lợi, nhỏ kia nghe làm BT khoái quá. Rồi thằng này có được model free này nọ, chụp này lo lên. Cái đó nó còn hay dữ nữa bạn. Cái gì á mà nó mang chất quảng cáo quá người ta ghét. Mà trong khi nhỏ này là quắc à. Không ai biết nó là ai hết á. Người ta tưởng nó là khách. Đó. Vô trời nó khách tập phòng này nữa, tập đẹp vậy nè. Thấy ăn tiền không? Thấy ăn tiền không? Nó nên quảng cáo nó có nhiều cái cách. Mà bởi vậy bây giờ là cái trường đại học tài chính marketing nữa đào tạo ra những ngành chuyên về quảng cáo. Quảng cáo nó phức tạp lắm em. Tùy vào mình cái đẳng cấp mình tới chỗ nào quảng cáo chỗ đó. Từ cái việc mà xây dựng ý tưởng, quản lý nội dung, rồi public nội dung và theo dõi thị hiếu này nọ kia. Không có giỡn đâu. Còn mấy thằng kia nó bỏ tiền ra cho thằng Facebook ăn được không à. Facebook nó cạp tháng 20 triệu quả gì. Vô tối ngày mấy đĩ tao than anh như giờ bán sức cho anh không lời. Sao vậy? Nói em chạy quảng cáo tốn tiền quá. Ai biểu mày ngu mày cho nó ăn mày, tao có chạy không? Nope. Anh Duy mày đâu chạy quảng cáo gì đâu. Nhiều khi mà tụi bay coi video của anh Duy thấy tự nhiên nó quảng cáo cái hãng khác lên nó mới ghê. Đó là mấy thằng nó bỏ tiền quảng cáo đó. Tức là nó bây giờ là cái AI nó mạnh lắm em. Nó trông là gì chứ chạy nhân tạo gì đó. Ví dụ như tụi em mà chỉ cần lén lén coi một cái là bảo đảm cái Facebook của em hay là cái Google đó toàn quảng cáo tôi không kêu bôi trơn đồ búp bê tình dục vậy đó. Em thấy nó ghê không? Nên bây giờ con người ta ngày càng lệ thuộc vào cái công nghệ, nó nắm được hết suy nghĩ của con người. Nên cái quảng cáo là vậy đó. Nếu mà tụi em không chuẩn bị tốt nội dung mà tụi em chỉ đi theo quảng cáo bỏ tiền để nhảy lên thì tụi em đốt tiền một cách lãng nhách vô ích và mãi mãi nghèo. Đó, làm ăn không biết quảng cáo là ngu, nhưng mà quảng cáo mà dở cũng ngu luôn nữa. Bởi vậy các đồng chí, nói về quảng cáo á thì nó rất là thủ đoạn. Nó thủ đoạn nhiều lắm. Trong cái lĩnh vực quảng cáo sữa, thực phẩm gì đó, uống này vô tăng 10cm, uống kia vô giảm 3cm, uống này vô và uống trà giảm cân, thảo mộc, da BC, eo kiến gì đó. Đúng không? Quảng cáo thủ đoạn. Nên các bạn nếu mà đứng trên vai trò gì, các bạn đứng trên vai trò là người cung cấp dịch vụ, thì tôi khuyên các bạn quảng cáo cho đàng hoàng. Tại vì mấy thằng trẻ trâu mới ra đường làm ăn,
ta không biết rằng á, khi mà tôi đã quảng cáo tầm bậy, có lực quảng cáo ở trên á, có lực quảng cáo nha. Nani? Quảng cáo tầm bậy chụp theo lực đó phạt tiền, tước này tước kia có đó nha mấy em, không phải chỉ muốn nói sao nói đâu. Nên các bạn mà ra bỏ đồng tiền ra làm ăn thì các bạn cần phải tìm hiểu những cái luật, không phải quảng cáo muốn nói sao là nói, mà quảng cáo phải dựa trên sự thật đó. Khi mà bạn nói tầm bậy á, người ta sẽ yêu cầu bạn chứng minh cái lời bạn nói, mà chứng minh không được ra tòa đó, các bạn nên nắm nên tránh đi. Còn ở góc độ người tiêu dùng á, thì mình quảng cáo mình phải có sự suy ngẫm mà mình nghĩ, đúng không? Mà trong khi bây giờ á, thị trường bây giờ phòng gym quảng cáo nhàn nhãn, mấy con nhỏ BT đó quảng cáo á, tin được nhiêu phần trăm? Thật sự bạn tin được nhiêu phần trăm? Trời đất ơi, tập giày nè, ăn giày nè, lên úp hình đồ ăn thực phẩm food gì đó, lừa đảo. Giảm 20cm trong bụng vòng 2 trong vòng 10 ngày, đi hút mỡ giảm chưa được vậy nữa, nói nghe quạo mấy em đó. Nên nhiều khi á, quảng cáo nó tràn lan, thằng này quảng cáo sốc quá thì mình phải quảng cáo hay hơn nó để mình giành khách. Thì cái đó nó không phải là nghiệp vụ của chuyên ngành quảng cáo, đối với cái đó là lừa đảo. Lừa đảo các bạn. Bạn thấy giờ tôi quảng cáo vậy không? Không bao giờ. Quảng cáo vậy là đi sai sách, quảng cáo vậy là sai hướng, nó sẽ mang tác dụng phụ ngược trở lại đó. Xong rồi vô quảng cáo phòng gym gì tháng hè này nọ sôi nổi đi học rồi tôi nói gì đó, rồi giờ tôi vé tập là 100.000 tháng, phải cha con bay vô tới hỏi ủa 100.000 tháng thôi cho đăng ký 1 tháng đi. Không có anh, cái này 100.000 tháng mà anh đăng ký 10 năm nha, anh đăng ký 10 năm mà giảm cho anh 100.000 tháng này thôi, còn những tháng còn lại là đúng giá nha anh. Thằng khách nó điên mình, nó chửi trời ơi trời, mày treo đầu dê bán thịt ngựa hả mày? Đó. Quảng cáo bây giờ phòng gym nó quảng cáo nhiều lắm, nó chạy bonsor rồi các kiểu á, thiệt á. Bởi vậy dân phòng gym á, nó đang đốt tiền cho quảng cáo, nó chạy bonsor này nọ kia, nó giành giật khách rồi nó thủ đoạn. Trong quảng cáo nó phải có thủ đoạn đâm chọt, thủ đoạn bóc phốt bài pháp. Nó cứ đẹp nhỏ ra nó bóc hoài, rồi bóc nào nhỏ sụm thôi à. Đó là một nghệ thuật, nhưng mà thấy đứa này nó bóc đứa kia bóc cái nọ, đó là nghệ thuật mà dìm hàng đạp nhau để mà sống. Cái đó thì Duy nghĩ là các bạn phải né đi, tránh đi, đừng có làm mấy cái trò đó, nó kỳ lắm. Cái thứ hai nữa là bú farm đại pháp. Nghe bú farm đại pháp là gì? Thí dụ như bây giờ á, Công Phượng ghi bàn đi, cái anh Duy nói nó uống ao clip của tao đó. Nó uống ao clip của tao rồi, nó đá hay nha mày. Trời ơi, còn kia đá dở quá, mày không có tiền mua BCA nè. Cái đó là nghệ thuật bú farm đại pháp, nhưng mà bú farm dễ thương, bú farm này hợp lệ nha. Còn có mấy thằng nó bú farm nó lợi dụng, ví dụ như những cái sự chết chóc đau thương, nó lợi dụng những cái bất hạnh của người ta, nó xoáy thêm vào để nó quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của nó, em hiểu không? Nó giống như dụ như có thằng kia nó làm visa, nó làm dịch vụ xin visa cho nước ngoài á, xong rồi nó lợi dụng mấy cái dịp mà giống như là 39 mạng nè, nó cho để coi 39 mạng bây giờ nó tập rồi mấy em ơi, bây giờ thế giới nó siết visa của Việt Nam, nó không có cho đâu, bây giờ không có đâu làm được ở Việt Nam, sắp chết rồi, Việt Nam là sắp xuống hố rồi, nhưng mà tại nhờ mình quen biết mạnh á, nhờ mình chịu chi này nọ kia đó, gốc mình bự nên mình làm visa được nha, các bạn vui lòng đăng ký dịch vụ. Chơi vậy đó mấy em. Cái đó cũng là marketing đó, nhưng mà marketing kiểu này dễ bị đập lắm nha, nên chúng ta đừng bao giờ marketing đó. Vậy thì cái cách hướng nào để chúng ta marketing thật tốt? Đó là marketing dựa trên sự thật. Bạn hãy marketing chính bạn, bạn hãy làm tốt chính bạn. Đó là cách mà Duy Nguyễn đang làm. Nói Duy Nguyễn không cần nói nhiều, Duy Nguyễn chỉ cần marketing. Thứ nhất là hai chữ Duy Nguyễn, thứ hai là chữ BBT, thứ ba là chữ THOL, BA, marketing, những chữ đó thôi. Đó là những từ khóa quan trọng, phải không? Tôi chỉ cần gắn cái chữ THOL trên tòa nhà mấy chục tỷ ra khỏi nói nhiều. Nguyễn hiểu sao hiểu à? Đó, thì khi mà chúng ta marketing văn nem nó tốt được như vậy đó, thì thằng THOL làm cái gì nó cũng ok hết á, đúng không các bạn? Đâu cần phải quảng cáo phòng gym, giờ BT đang ế bồ vô tập đi rồi xong rồi nó yêu luôn, đúng không? Đâu bao giờ có đâu. Đó, mình làm những cái gì nó phải gọi là nó mang tính chất dài hạn, nó mang tính chất long term. Nó còn vấn đề riêng kinh doanh phòng gym, đã nói trong video trước nha, Duy Nguyễn làm sao làm ngược lại ắt thành công.
Còn vấn đề marketing là Duy Nguyễn chia sẻ thật đó. Đó, Duy Nguyễn marketing dựa trên những sản phẩm Duy Nguyễn làm ra. Đó là con người Duy Nguyễn quan trọng như thế nào, chất lượng quan trọng như thế nào, đẳng cấp. Thì đó là cái triết lý duy nhất. Rồi từ cái triết lý đó đó thì mình phải làm những cái gì đó đẳng cấp thật sự, giống như có bỏ tiền ra 80 triệu, 100 triệu mua máy tập đi. Rồi không còn nói nhiều nữa, cái phòng gym nó có cái máy này là biết độ nó xịn rồi. Đúng không? Nên không có cần phải nói phòng gym trang thiết bị hiện đại ABC, mà trong khi đồ tàu sao hiện đại được. Bạn nói cái đó câu đó ra người ta còn chửi nữa. Nó nên marketing nó phải marketing cho nó khéo, đừng có marketing mà sốc ốc người xem người nghe. Mà nó sẽ phản tác dụng lại cho cái thương hiệu của bạn gây dựng. Mà bạn marketing là marketing dựa trên thương hiệu nữa. Và đặt cái thương hiệu nó phải đẳng cấp. Ví dụ mà đặt thương hiệu thằng con chồng tên Tú, vợ tên Mở, đặt Tú Mở Ghim. Thua luôn. Hai vợ chồng bị điên cám. Có nhiều lắm mấy bạn. Đúng không? Mấy bạn comment chơi coi, còn thấy cái tên nào hài. Tú Mở Ghim. Đó. Rồi xong rồi trong phòng gym ghi những câu sáo rỗng. Câu sáo rỗng là những câu gì? Tập tạ là đam mê. Đến câu lạc bộ tập cho vui. Quá sáo rỗng trong thực tế. Trong thực tế các bạn. Nên nhiều phòng gym người ta mở ra, nó bị tập là do marketing nó kém. Do marketing nó kém. Nên marketing là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cái vấn đề mà nãy giờ Duy Nguyễn chia sẻ marketing nó chỉ là một phần nọ nhỏ thôi. Nó còn cách quản lý nữa. Marketing nếu mà không hiệu quả thì phải chuyển hướng sao? Đó. Nếu mà marketing trong đối tượng này nó lờn là phải chuyển hướng sao? Phải tham khảo thị trường, coi cái phòng kế bên nó đang marketing kiểu gì. Mình marketing lại giống nó nữa không được. Đúng không? Mình phải phản biện trên chính cái marketing của nó. Thì may ra mình mới có ăn. Nó bây giờ là phòng gym mà có nhăn nhãn đạp nhau sống thôi. Đó, thằng nào giò ngắn chạy kịp lỗ đó nha. Marketing là gì? Là khoe, đúng không? Mà trong các thứ bằng khoe có một thứ tối kỵ, đó là khoe tiền. Con phòng gym mới mở ra đồ chơi khô máu Duy Nguyễn ngày nào cũng khoe tiền hết. Khoe chương vô đây tiền nè, BT vô đây tiền nè. Giờ không dám nói luôn á. Nên các bạn nên nhớ, chỉ có rủ trẻ trâu đó mới khoe tiền. Bạn biết không, tiền là gì? Bí mật. Trong kinh doanh tiền là phải bí mật, đúng không? Chứ bây giờ mẹ kinh doanh mà khoe tiền là hết tào lao rồi. Không bao giờ thằng nào có trên chân chính mà đẳng cấp mà đi khoe tiền hết. Nghe, bạn nên nhớ, tiền là cái thứ bí mật. Ở bên nước ngoài á, bạn hỏi income đó, bạn hỏi thu nhập nó chửi cho bạn nghe luôn á. Không có tự nhiên mà hỏi tiền tao. Mày khùng hả? Vợ chồng cũng được hỏi thôi mà. Vậy đó. Tiền á, nó giống như là quân lương, nó giống như là chiến tướng, nó giống như là binh lính trong Tam Quốc vậy đó. Đánh trận hai đứa bay khoe tiền, đúng không? Ví dụ như trận Di Lăng là trận mà gia cái trận Lưu Bị nó đi đập thằng Tô Quyền á, cái tội giết hai chết hai em đó đó. Trận đó là nó mang cái tình, nó là giờ đem quân đi trả thù chiến tướng này nọ ghê gớm lắm. 80 vạn quân ở đâu ra 80, chừng 10 vạn à. Đó, mà nó marketing lên vậy nó khoe tiền mấy em. Nó khoe tiền vợ mắm luôn. Nên các bạn nhớ nè, tại sao kinh doanh người ta khoe tiền? Để nó chứng tỏ rằng nó đang thành công, để nó chứng tỏ rằng nó đang hiệu quả. Nhưng thật ra nó lỗi chết nó. Cái người ta đang hiệu quả không bao giờ người ta khoe tiền hết. Không bao giờ người ta khoe cái doanh thu của người ta ra nhiều hết. Không hiểu không? Nope. Khoe vậy chết rồi. Cái bí mật nhất á là doanh thu, cái bí mật nhất là tiền. Thiên hạ nó nhìn vô Duy Nguyễn nó sẽ biết rằng Duy Nguyễn đang làm này. Nhưng mà nó biết tiền của tao nữa thì thôi rồi, nó vô làm luôn đi. Tại vì cái đồng tiền là cái mình có thể mình xoay chuyển càng khôn. Không ai đi khoe tiền hết. Ví dụ như úp vé BT lên, hôm nay BT tiền vô nhiều quá sàn, cái toàn tiền mượn không mà ba ơi. Còn không có đâu ra cứu đó, hắt thêm vô chứng tỏ lại gì? Ví dụ như nhân viên anh đi khoe tiền, chẳng qua là chứng tỏ tao có bạn lãnh, tao kiếm gì hợp đồng bự, tao khoe cái hợp đồng ra để tao quay vô đây. Tao mục đích là vậy thôi, đó là marketing. Yes. Nhưng mà kiểu đó là marketing dạy dột. Gì chưa bây giờ đánh giá kiểu marketing đã thành công hết đó. Một cái công ty nó không bao giờ nó nói là vốn thật phải là nhiêu hết.
nó cũng không nói rằng à cái nguồn vốn từ đâu mà có, doanh thu tao từ những nguồn nào, đúng không? Cái chuyện đó đâu phải là cái chuyện mà đem ra nói tầm bậy tầm bạ đó. Nên các bạn thấy là marketing khoe tiền là tự sát, và những đối tượng marketing khoe tiền các bạn nên nhìn lại đi, nên nhìn lại đi. Có thể có những đứa nó mới ra đường, nó chỉ ra đời làm ăn, nó chưa biết nó khoe thiệt á, mà có những đứa mà nó gành là nó khoe là chiêu trò, là chiêu trò. Mà khi người ta khoe tiền mà các bạn cầm đồng tiền để mà khoe, người ta đã biết được cái bài tẩy của các bạn rồi, người ta biết được bài tẩy của bạn, người ta chơi bạn liền. Như ví dụ nào khoe tiền với tao coi, phòng game mày mở ra tao chưa biết mày theo bằng nhiêu tháng, tao đủ chết mày với tao rồi, đúng không em? Sao tao không biết thì tao tìm hiểu, tao cài gián điệp vô. Người ta cài gián điệp chết luôn để người ta lấy bí mật. Ông đem cả ông bô trên Facebook luôn, khỏi cần cài nào hết cũng biết nữa, đúng không? Mày khoe đi, giờ tao biết à. Vậy là mày biết cái phòng game mày nguồn BT là nhiêu đây, đúng không? Và cái nguồn membership là nhiêu đây, đúng không? Cái nguồn membership thấp và nguồn BT cao, tao hiểu được mày đang hoạt động theo mục đích gì, là tao quất mày liền. Và ngược lại, nguồn membership nó cao mà nguồn BT nó thấp, là tao biết mày ngu ở khoản BT hay là đối tượng khách hàng mày là những thằng nghèo. Đó, trong kinh doanh đó, người ta phải phân tích những cái mảng ra nên chi, để người ta cạnh tranh với đối thủ. Người ta phải lấy cái sở trường của mình đè cái sở đoản của nó, đúng không? Vậy nó mới kinh doanh được chứ. Mà thí dụ như bây giờ á, xe membership á, nó ngồi á, thế chỉ cần bóc phốt phòng kế bên thôi, tự nhiên tao nghe thấy đúng quá tao vô tập liền. Tâm lý mà em nó nói, ủa chị tập phòng bển hả? Chị tập phòng bển thì kỳ á, đi vô toilet nó hồi lắm đúng không? Nó phòng em nè, trời ơi, đúng quá, tao bao thơm. Chỉ cần khách hàng nhìn vô phòng kia, toilet xấu quá, phòng như Nguyễn toilet đẹp vậy, nhìn vô điểm đó thôi. Còn mấy cái máy móc nhìn sờ sờ đâu chả thấy. Còn BT thì chỗ nào chả vậy, trả tiền cho nó vậy thôi, mà cũng giả ẹt như nhau thôi, cái gì nữa, đúng không? Vô trong BBT đỡ hơn, con gì Nguyễn nó kèm, không có dở là không sống được, làm việc bố láo là không sống được. Chỗ khác nó cần gì phải nó kèm, chỗ khác là dịch vụ, tao là mình đi thoát, đúng không? Tao là mình đi thoát, còn Duy Nguyễn là game, là đam mê, tao kiếm tiền khoản khác, ok đó. À, nên các bạn khoe tiền là rất là dại dột. Thí dụ như mình khoe tiền mình cà khè cẩu thì được đó, giống như nó nói là cái gì, Duy Nguyễn nghèo lắm, vừa lai vừa hóc gì đó. Nó thợ giờ đi mẹt cầm tiền giá mẹt này nhiêu đây thôi, cầm quạt quạt ra. Trong đây không có gì hết á, chỉ có bằng lái xe thôi, với ít tiền giá xe. Thương hiệu trên Vigo rồi các bạn, thương hiệu rồi. Đó là đam, nó khác. Chứ không bao giờ Duy Nguyễn nói mấy doanh thu ngày nhiêu đây. Nếu mà có nói thì là giỡn, có nói thì là giỡn, nghe. Mà cái đó là mình xét từ một khía cạnh, một thằng đó là làm việc không mục đích. Còn có những thằng đó khoe tiền có mục đích. Đó, ví dụ nó khoe tiền nó hù để cho đối thủ nó cúm, đúng không? Cúm chứ. Ví dụ giờ tao muốn giết nó, tao nhiều chiêu tao giết lắm, chia sẻ chiêu nhỏ nhỏ nè, trong làm ăn nói chung là không cha con nha. Ví dụ như bây giờ thấy phòng gym đó, anh thấy nó cũng đang cầm cầm cự cự rồi đó, sống sống chết chết, đạp phát cho nó què luôn không? Đạp sao? Kêu nhân viên tụi em á, anh cho tiền tụi em nè, thằng mấy chục nổ đi. Đó, xong rồi mình công khai giá BT đồ, membership dịch vụ A tới B cho đọc đi. Đó, xè tiền ra cho nó sợ đi, nó thấy phòng gym mình làm ăn được. Tại sao phòng gym mình làm ăn được? Tại vì phòng gym mình làm ăn được thì nó cái đối tượng khách hàng nó phải đủ đông để nó vô sử dụng dịch vụ của mình, nó ra cái lượng tiền đó. Thì bây giờ nó muốn KS khách hàng của mình đúng không? Thì nó phải đao giá xuống. Mày trúng kế tao rồi con, mày trúng kế anh rồi đó, thật ra tao đâu giảm giá đâu, tao ghi cho biết chơi vậy đó. Xong nó đao xuống, dù giá 1 triệu anh giả bộ nói là thôi giờ quất 500 đi, cha con mình nó sống sồn hết. Nó chết mẹ thằng Duy Nguyễn, nó xuống 500 rồi kìa. Bây giờ nó con chó ở đâu cạnh tranh như Duy Nguyễn, chỉ có giá thôi chứ không còn cái gì hết trơn trọi hết. Cha con nó đu xuống 200, 300, không 300 đi, đu xuống 300, giật khách của Duy Nguyễn giật được luôn. Khách hàng mà nhào rẻ nó bờ, nó ban à. Đó mình không tách được bạn. Còn khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết nó khác, đúng không? Nó sẵn sàng. Ồ, nó sẵn sàng, nó qua bên mình đó, nó qua bên anh, nó lỡ đóng mà gói mắt rồi, xong nó qua bên kia, giá phiếu mãi nó qua bên kia luôn, nó đóng hai bên đó. Nhưng mà bên anh tới tháng 6 hết hạn, cái đó đóng bên kia là thời gian tập từ tháng 6 cho đi, là thằng kia cầm cục tiền của nó ràng buộc với thằng kia, thằng kia nó ôm, thằng kia đang cắn trúng mấy hợp đồng rất rẻ. Oh, yeah.
Nó đâu có lợi nhuận đâu. Tiền nhà có giảm không? Nope. Bà chủ nhà tháng này có giảm không mày? Nope. Có nào mà trình bày dạ tháng nào lăn chỗ rồi chị cho em nợ? Có không? Có không em? Đúng không? Thì anh đó phải nó trúng kế anh chưa? Thì cái hình thức khoe của anh là hình thức có mục đích. Còn có những hình thức khoe nó không có mục đích thì nó khác. Anh khoe mà anh giết được nó rồi đó, nó cạp vô một đống hợp đồng rẻ luôn. Đúng không? Thả anh đóng nó vô, quậy phòng game nó, cho anh chành đi còn gì nữa. Đúng chưa? Mà cái chiêu đó là của anh là thăm con tàu nữa. Tao nói thiệt mày á, thả anh đóng rẻ tiền nó vô quậy phòng game của nó, xong phát một mấy thằng VIP trong đó đi luôn. Đúng không? Chỗ nào khách tàu đông không khách tây. Tụi em nhớ câu này của anh. Chỗ nào tàu đông ứ có tây. Chỗ nào tây đông ứ có tàu. Tàu tây không đợi chờ chung. À, tây là đẳng cấp tàu cùi bắp. Đi du lịch nhiều đi rồi biết con. Nha. Thì bao giờ phòng gym này mình muốn giết nó thì mình hủy hoại thương hiệu nó là chết. Mình hủy hoại thương hiệu nó bằng cách mình đẩy những thằng cùi bắp vô phòng gym nó. Mà đâu tự nhiên người ta vô phòng gym nó, đúng không? Mình kích một cái nó quất chiều giảm giá, cái nó chết liền. Trời đất ơi, bởi vậy á, kinh doanh như đánh trận vậy đó. Tay còn biết tướng nào, cái thằng đó đó, chủ đầu tương lai. Trả lời cho anh biết là dân trong nghề hay không hay ngoài nghề. Nói lại đi, dân ngoài nghề chơi kiểu ngoài nghề, dân trong nghề chơi kiểu trong nghề. Đúng không? Đó, nếu mà dân ngoài nghề thì vậy là thằng tướng đó là thằng nào? Ai là tiên phong, ai là chủ sói, ai là quân sư khai ra. Đó. Xong mà thêm cái nó khoe tiền nhanh nữa là anh biết nó có nhiều vốn mà nó chết dữ nữa. À, em marketing nó là vậy đó, các bạn nhìn dưới góc độ người khách bình thường thấy thằng đó khoe tiền là phải suy nghĩ từ từ coi. Khoe chứ đó hả? Những cái bạn thấy không phải là sự thật. Bây giờ á, phòng gym nó không giống như xưa đâu các bạn. Hồi xưa gym nó đàng hoàng, gym là có sao nói vậy. Hồi xưa gym á là một tháng đóng tiền tập là tập thôi, không có gì chỉ cho ông trời vậy đó. Mày nợ 2-3 ngày cũng được nữa. Còn bây giờ gym á là kinh doanh. Nó kinh doanh là có nó có những cái chuyển biến, những cái này nọ khác nhau. Đó, nên các bạn đừng có lạ, nó vô nó dụ bằng là chuyện bình thường. Mấy con sale nó gọi điện thoại là chuyện bình thường. Đó, nếu mà muốn sale không gọi điện thoại qua đây tập đi. Đúng không? Nó phức tạp lắm anh chị em. Thì ở cái video của tôi nói á, thì tùy vào góc độ người nghe là ai. Người nghe là chủ phòng gym thì họ sẽ cảm nhận cái khác, người nghe là khách cảm nhận khác, và người nghe là nhân viên đi làm công để marketing thì cảm nhận cách khác. Marketing có cách thành công, có cách thất bại, có cách phản cảm, nhưng mà có cách dễ thương. À, marketing là phải nắm bắt xu hướng, bắt xu thế, đó kêu là hot trend. Hot trend nha. Còn thật ra nói về Duy Nguyễn marketing, Duy Nguyễn marketing gì giờ nữa. Duy marketing là THOL, Trend Online, BBT, Duy Nguyễn hết. Tại vì những cái lý do đó không có phản bội Duy Nguyễn. Giờ Duy Nguyễn đầu tư cho một con model 200 triệu một tháng làm chi vậy? Nó có bạn nói, ừ sao Duy Nguyễn không muốn Minh Hằng đi, thôi thích. Anh mày không có tiền. Anh mày đầu tư cho anh mày không sướng sao, anh mày muốn Minh Hằng. À, anh nói chung là anh marketing anh cũng tính toán lắm em. Người anh thì đối với phụ nữ là rộng rãi. Nhưng mà trong làm ăn anh kỹ đó. Đó. Tại vì anh cầm đồng tiền là phải trách nhiệm em. Chứ giờ thời buổi kinh doanh nó khó khăn mà không, suy thoái kinh tế, ở Mỹ Trung đánh lộn sùm hết. Ngành game tao thất phẩm lo sợ chứ ba. Đó. Thôi chủ đề marketing nó cũng trong dài rồi. Chia sẻ cho tụi em chút xíu vậy thôi. Không có dạy dạy nha, kể chuyện nhau nghe chơi thôi. Nha mấy em. Thôi like chia sẻ đi. Chung kiếm view chút địch vậy thôi. Anh không marketing mà anh cần view. Nha. Ai hit view ok.